Những ngày này, trên thao trường Trung đoàn Bộ binh Cơ giới 102, Sư đoàn 308, Quân đoàn 1, các chiến sĩ đang miệt mài bước vào những bài huấn luyện chuyên ngành đầu tiên sau 3 tháng huấn luyện tân binh. Để đảm bảo giãn cách trong mùa dịch, các đơn vị chia nhỏ lực lượng để thực hành huấn luyện. Với tiêu chí huấn luyện sát thực tế chiến đấu, 100% chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Sau khẩu lệnh của người chỉ huy, ở từng vị trí, mỗi chiến sĩ tự động rèn động tác kỹ thuật cho chuẩn xác, đồng thời quan sát hiệp đồng chiến đấu theo chiến thuật. Thời tiết khắc nghiệt cùng với phải thực hiện các biện pháp phòng chống dịch trong khi huấn luyện khiến mỗi chiến sĩ càng phải quyết tâm. Mang đeo trên mình rất là nhiều vũ khí trang bị, vừa nặng vừa nóng, nên là ảnh hưởng đến quá trình các đồng chí tham gia học tập huấn luyện. Đi huấn luyện chúng tôi chỉ mang mỗi đồng chí một bình tông nước. Vì thế nên là việc đảm bảo nước nó rất là quan trọng. Cả cán bộ và chiến sĩ cùng luyện tập tích cực. Và như thế sẽ là tạo được một cái kết quả học tập nó sẽ tốt hơn. Tôi và các đồng chí khác cũng gặp nhiều khó khăn do trời thời tiết nắng nóng. Nhưng do đã được huấn luyện 3 tháng tân binh, tôi đã quen dần với chế độ trong này. Các đồng chí khác cũng động viên và các anh chỉ huy cũng động viên cho và chúng tôi đã vượt qua. Với tinh thần luyện tập hăng say, khắc phục mọi thời tiết, bài chiến thuật này chúng tôi không gặp khó khăn gì hết. Anh em rất nhiệt tình hăng say luyện tập. Lên xe chiến đấu. Trung đoàn 102 được biên chế xe thiết giáp BMP-1. Sử dụng thành thạo trang thiết bị vũ khí trên xe là yêu cầu đặt ra cho tất cả các chiến sĩ. Mục tiêu huấn luyện là phải bảo đảm yêu cầu, chính quy, tinh nhuệ, thiện chiến, chú trọng đồng bộ và chuyên sâu, huấn luyện thành thạo động tác cá nhân cơ bản. Để thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ, các chiến sĩ được chỉ huy hướng dẫn tỉ mỉ, tận tình. Hôm nay chúng tôi học bản AK-1 trên xe. Trong quá trình học thì gặp khó khăn thời tiết nóng nực, trên xe trong xe thì chật hẹp. Và khó khăn gì mà chúng tôi vướng mắc thì có đồng chí trung đội trưởng và các đồng đội hỗ trợ. Tôi sẽ vượt qua mọi khó khăn để đạt kết quả huấn luyện tốt. Rèn luyện kỷ luật và xây dựng nền nếp chính quy là một trong những yếu tố làm nên khả năng sẵn sàng cơ động cao của trung đoàn. Do đó, nâng cao thể lực là yêu cầu bắt buộc đối với các chiến sĩ từ những ngày đầu nhập ngũ. Trong mùa dịch, để đảm bảo giãn cách, họ phải chia ca để huấn luyện. Dù nắng nóng oi bức, các chiến sĩ vẫn thích nghi tốt và hoàn thành đầy đủ các bài huấn luyện thể lực và sức bền, võ tay không, tập xà, chạy vượt chướng ngại vật. Chúng tôi vừa phải huấn luyện với cường độ cao dưới thời tiết nóng nóng, cùng với đó là vẫn phải thực hiện những cái biện pháp phòng chống dịch bệnh như là giãn cách và đeo khẩu trang trong suốt quá trình huấn luyện. Điều này thì cũng gây rất là nhiều khó khăn cho anh em và tạo cho anh em những cái mệt mỏi hơn rất nhiều so với bình thường. Tuy nhiên thì chúng tôi cũng đã xác định rõ được những khó khăn này và anh em trong đơn vị cũng đã động viên nhau, giúp đỡ nhau rèn luyện thể lực để vượt qua khó khăn chung của cả nước. Từ nhiều tháng nay, bếp ăn của đơn vị cũng đã tổ chức giãn cách, mỗi bữa ăn chia thành 2 ca, mỗi phòng ăn từ 5 đến 6 bàn ăn, mỗi bàn chỉ ngồi 4 người. Trước giờ ăn, các chiến sĩ bắt buộc phải rửa tay bằng nước pha chloramin B để sát khuẩn. Thực đơn được thay đổi liên tục, tươi ngon, đầy đủ chế độ dinh dưỡng, đảm bảo sức khỏe cho bộ đội trong mùa huấn luyện. Khi mới áp dụng về giãn cách thì chúng tôi cảm thấy chưa quen ạ. Nhưng dần thích nghi được và chúng tôi cảm thấy không có ảnh hưởng gì đến việc học tập. Quán triệt nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của cấp trên thì chỉ huy đơn vị chúng tôi cũng đã thực hiện nghiêm túc một số biện pháp. Thứ nhất là chúng tôi đã chia nhỏ cái quân số huấn luyện của mình thành các tổ nhóm lớp học nhỏ hơn để tiến hành lên lớp để đảm bảo cái giãn cách trong cái quá trình huấn luyện. Cái nội dung thứ hai là chúng tôi thực hiện bếp ăn giãn cách, là tổ chức ăn 2 ca
và chia cái số lượng bàn ăn là 2 đến 4 người một bàn. Cái nội dung tiếp theo là thường xuyên tổ chức vệ sinh phòng dịch trong đơn vị, sử dụng các dung dịch sát khuẩn như clorotamin B, nước rửa tay, cũng song song với đó là thực hiện các biện pháp của quân y như là nhỏ tỏi, súc nước muối để tăng cường cái sức đề kháng cho bộ đội. Trong những ngày dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, hàng ngày trung đoàn đều tổ chức phun khử khuẩn khu sinh hoạt của bộ đội, tổ chức quét dọn và phân loại rác, giữ gìn vệ sinh doanh trại, đo nhiệt độ và khám bệnh cho bộ đội. Mỗi cán bộ chiến sĩ đơn vị đều ý thức được trách nhiệm trong việc giữ gìn sức khỏe bản thân và nghiêm túc tuân thủ các biện pháp phòng dịch trong đơn vị. Nhiều đồng chí sĩ quan quân nhân chuyên nghiệp ấy, xa gia đình, thế nhưng mà do cái dịch bệnh ở địa phương thì cũng đã được quán triệt giáo dục, cũng đã thông tư tưởng để cán bộ quân nhân chuyên nghiệp yên tâm công tác. Còn đối với hạ sĩ quan binh sĩ, nhất là trong cái giai đoạn mà huấn luyện chiến sĩ mới và huấn luyện chuyên ngành bây giờ, cũng giáo dục cho bộ đội là khi gia đình những ngày nghỉ cuối tuần là không được lên thăm đơn vị để thực hiện lại cái công tác cách ly. Và trong cái quá trình ở đơn vị ở đây thì chúng tôi cũng thực hiện tốt các cái khâu như là khi đi ra ngoài thì phải khai báo y tế và giữ khoảng cách cách ly. Bộ đội ăn uống thì có giữ cái khoảng cách theo đúng cái quy định. Khi cái lực lượng mà khách ở vào tới đơn vị liên hệ công tác có khai báo y tế, có kiểm tra sức khỏe về thân nhiệt và có cái phun khử khuẩn như chloramin hàng tuần, hàng tháng trong đơn vị chúng tôi đều thực hiện tốt cái nội dung này. Huấn luyện chuyên ngành cho chiến sĩ mới chỉ bước vào giai đoạn đầu trong khi dịch bệnh diễn biến ngày càng phức tạp, khó lường. Nhờ duy trì nghiêm kỷ luật quân đội và các biện pháp phòng chống dịch, Trung đoàn 102 tiếp tục thực hiện hiệu quả hai nhiệm vụ: luyện giỏi, rèn nghiêm và giữ quân số khỏe.